Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 3, phẩm 5, diệt trừ nghiệp chướng. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nơi sự phân biệt chính xác, vào trong sự thiền định sâu xa, từ những lỗ chân lông của Ngài phóng ánh sáng lớn đầy những màu sắc. Thế giới chư Phật hiện cả trong ánh sáng ấy. Nhiều đến bao nhiêu sự tính toán so sánh đều không có khả năng diễn đạt. Cái thế giới đã ở trong thời kỳ đầy cả năm sự dẫn đục này cũng được ánh sáng ấy chiếu đến. Chúng sinh trong đó, những kẻ làm 10 ác nghiệp, 5 tội vô gián, phỉ báng tam bảo, bất hiếu cha mẹ, khinh dễ sư trưởng và bà la môn, đáng lẽ phải sa vào địa ngục ngạ quỷ bàn sinh. Những kẻ ấy nhờ ơn ánh sáng của Đức Thế Tôn chiếu đến chỗ họ ở, họ thấy ánh sáng ấy rồi, thì nhờ sức mạnh của ánh sáng ấy, họ được hoan hỷ, sắc tướng toàn hảo, phước trí trang nghiêm, thấy được chư Phật. Bấy giờ Đế Thích, các chúng chư thiên, nữ thần sông Hằng cùng các chúng khác, nhờ ánh sáng của Đức Thế Tôn chiếu đến một cách hiếm có, nên cùng đến chỗ Ngài, đi quanh Ngài 3 vòng, rồi lùi lại. Mỗi chúng ngồi một phía. Lúc này Đế Thích dân theo quy thần của Đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam hay thiện nữ làm sao nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, tu hành đại thừa, nhiếp hóa những kẻ tà kiến thác loạn? Những kẻ đã tạo nghiệp chướng thì làm sao sám hối để trừ diệt cho được? Đức Thế Tôn dạy Đế Thích rằng: Lành thay thiện nam tử, ông hỏi như vậy chính là tu hành. Muốn làm cho vô lượng chúng sinh thanh tịnh giải thoát, ông thương xót thế giới, ích lợi hết thảy. Thiện nam tử, những người đã vì nghiệp chướng mà gây tội lỗi thì phải thúc giục lấy mình, ngày đêm 6 buổi vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, nhất cái tâm, chuyên cái niệm, miệng tự nói rằng: Con xin quy mạng kính lại chư vị Thế Tôn hiện tại 10 phương. Những đấng đã chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm màu, bánh xe chánh pháp chói sáng. Mưa nước pháp vĩ đại, giống trống pháp vĩ đại, thổi loa pháp vĩ đại, dựng cờ pháp vĩ đại, cầm đuốc pháp vĩ đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại thường lạc. Chứ vì Thế Tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu quy mạng kính lạy. Chứ vì Thế Tôn như vậy, đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật mà biết hết, thấy hết thiện nghiệp ác nghiệp của chúng sinh. Từ vô thủy đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết pháp, khi chưa biết tăng, khi chưa biết thiện ác, thì con do thân miệng ý mà làm 5 tội vô gián, là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật pháp, phá tăng hòa hợp, hại A La Hán, hại cha hại mẹ. Con do thân 3, miệng 4, ý 3 mà làm 10 ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo. Đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lượng thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người. Đối với cha mẹ nhiều đời ở trong 6 đường thì con tàn hại. Đối với tài vật của tháp, của tăng 4 phương, của tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng. Đối với giới pháp và giáo pháp của Đức Thế Tôn, con không thích tuân thủ phụng hành. Sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo. Thấy ai đi theo cổ xe thanh văn, cổ xe độc giác, cổ xe vĩ đại thì con nhục mạ quấy phá. Thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét. Pháp thí tài thí, con tiếc lẫn cả. Con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác. Con phỉ báng đến cả chư vị Thế Tôn. Pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp. Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế Tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật mà biết hết, thấy hết. Nên ngày nay con xin quy mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế Tôn, con không dám che giấu. Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối.
những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chứng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu. Tựa như các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành Bồ Đề hạnh, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối. Nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt. Tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị Đại Bồ Tát vị lai tu hành Bồ Đề hạnh, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả. Nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị Đại Bồ Tát hiện tại tu hành Bồ Đề hạnh, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối. Nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Thiền Nam Tử, vì như cách nói đã chỉ trên đây, nên có lỗi thì trong một sát na đã không được che giấu, huống chi một ngày một đêm cho đến hơn nữa. Ai phạm tội mà muốn được trong sạch thì phải biết xấu hổ. Tin chắc vị lai phải có ác báo, rất e sợ và sám hối. Như bị lửa cháy tóc, cháy áo thì phải lập tức dập tắt. Lửa chưa tắt thì không thư tâm được. Người phạm tội cũng vậy, phải sám hối cho hết liền đi. Muốn sinh nhà giàu vui, nhiều tiền lắm của, hay hơn nữa, muốn phát tâm tu tập đại thừa thì cũng phải sám hối mà diệt trừ nghiệp chướng. Muốn sinh vào nhà hào quý của các giai cấp Bà La Môn hay Sát Đế Lợi, vào nhà Luân Dương đủ cả bảy người vật quý báu, thì cũng phải sám hối mà diệt trừ nghiệp chướng. Thiện Nam Tử, muốn sinh Tứ Thiên Dương Thiên, Tam Thập Tam Thiên và Ma Thiên, Đổ Sử Đa Thiên, Lạc Biến Quá Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, thì cũng phải sám hối mà diệt trừ nghiệp chướng. Muốn sinh Phạn Chúng Thiên, Phạn Phụ Thiên, Đại Phạn Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Cực Tình Quang Thiên, Thiểu Tình Thiên, Vô Lượng Tình Thiên, Biến Tình Thiên, Vô Dân Thiên, Phước Sinh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên, thì cũng phải sám hối mà trừ diệt nghiệp chướng. Thiền Nam Tử, muốn cầu Dự Lưu Quả, Nhất Lai Quả, Bất Hoàng Quả, A La Hán Quả thì cũng phải sám hối mà diệt trừ nghiệp chướng. Muốn cầu Ba Minh, Sáu Thông, Thanh Văn Bồ Đề, Độc Giác Bồ Đề, Tự Tại Bồ Đề cho đến Cứu Cánh Địa, muốn cầu Nhất Thế Trí Trí, Tình Trí, Bất Tư Nghị Trí, Bất Động Trí, Chánh Biến Trí thì cũng phải sám hối mà diệt trừ nghiệp chướng. Tại sao như vậy? Vì Thiện Nam Tử, tất cả các pháp sinh từ yếu tố tương quan. Như Lai đã nói, sự thể này sinh thì sự thể khác diệt. Vì yếu tố khác biệt với nhau nên sám hối sinh thì nghiệp chướng diệt. Do vậy, ác pháp đã có thì diệt trừ. Vì sự sám hối nên nghiệp chướng không còn sót lại. Thiện pháp chưa sinh thì phát sinh. Vì sự sám hối nên nghiệp chướng không thể sinh nữa. Lý do là gì? Thiền Nam Tử, tất cả các pháp toàn là không. Như Lai đã nói, không ngã nhân chúng sinh thọ giả, không sinh không diệt, không cả hành pháp sám hối. Thiền Nam Tử, tất cả các pháp toàn dựa vào căn bản chân như, nên cũng không thể diễn tả. Vì căn bản chân như thì siêu diệt tất cả trạng thái sinh diệt. Thiện nam hay thiện nữ nào hội nhập diệu lý như vậy mà kính tin, thì thế là không chúng sinh mà có căn bản. Chính vì ý nghĩa này mà nói đến sự sám hối diệt trừ nghiệp chướng. Thiền Nam Tử, người nào thành tựu bốn pháp này thì trừ diệt nghiệp chướng mà vĩnh viễn thanh tịnh. Một là không nổi tà tâm mà thành tựu chánh niệm. Hai là không phỉ báng diệu lý sâu xa. Ba là đối với các vị Bồ Tát mới tu cũng nổi dậy nhất thế trí tâm. Bốn là đối với chúng sinh thì nổi dậy tứ vô lượng tâm. Đó là bốn pháp. Đức Thế Tôn nói lời chỉnh cú sau đây: chuyên tâm giữ ba nghiệp, không phỉ báng diệu pháp, nghĩa là nhất thế trí, từ tâm sạch nghiệp chướng. Thiền Nam Tử, có bốn nghiệp chướng khó thể diệt trừ. Một
là phạm tội rất nặng của Bồ Tát giới. 2. Là phỉ báng Đại Thừa. 3. Là không tăng trưởng được thiện căn của mình. 4. Là tham vướng mà không có ý thoát đi ba cõi. Lại có bốn pháp đối trị được nghiệp chướng. 1. Là dốc lòng thân gần chư vị Như Lai, phát lộ mọi sự tội lỗi. 2. Là khuyến thỉnh chư vị Như Lai nói diệu pháp sâu xa cho chúng sinh. 3. Là tùy hỷ bao nhiêu công đức mà chúng sinh có. 4. Là hồi hướng bao nhiêu thiện căn mình có về nơi vô thượng Bồ Đề. Đế Thích lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế giới có bao nhiêu là nam tử nữ nhân? Đối với pháp hạnh Đại Thừa, có kẻ làm được, có kẻ không làm. Vậy làm sao tùy hỷ được công đức của hết thảy chúng sinh? Đức Thế Tôn dạy: Thiện nam tử, có người tuy chưa thể tu tập Đại Thừa, nhưng ngày đêm sáu thời vắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chuyên tâm chú ý mà làm sự tùy hỷ thì được phước vô lượng bằng cách tác bạch như vậy. Mười phương thế giới, bao nhiêu chúng sinh hiện tại tu hành bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ, còn nay tùy hỷ tất cả một cách sâu xa. Làm cái phước tùy hỷ như vậy thì quyết định đạt được kết quả cao trọng, siêu diệt, không gì ở trên, không thể sánh bằng, cùng cực màu nhiệm. Cũng một cung cách như vậy mà tùy hỷ tất cả đối với công đức của hết thảy chúng sinh quá khứ và vị lai. Lại nữa, hiện tại các vị Bồ Tát mới tu, phát Bồ Đề Tâm có bao nhiêu công đức, các vị Bồ Tát đã trải qua trăm kiếp tu hành Bồ Tát hạnh có bao nhiêu công đức to lớn, các vị Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, được bất thối chuyển, được nhất sinh bổ xứ, tất cả những khối công đức như vậy, con xin dốc lòng tùy hỷ tán thán tất cả. Quá khứ và vị lai, tất cả Bồ Tát có bao nhiêu công đức, con cũng xin tùy hỷ tán thán như vậy. Lại nữa, hiện tại mười phương thế giới, tất cả chư vị Phật Đà ứng cúng chánh biến tri, chứng được tuệ giác Bồ Đề với diệu, vì độ thoát vô biên chúng sinh mà chuyển đẩy pháp luân vô thượng, thi hành pháp thí vô ngại, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dựng cờ pháp, mưa nước pháp, thương xót khuyến hóa tất cả chúng sinh, làm cho ai cũng tin chịu, nhờ ơn pháp thí sung túc mọi nỗi an lạc vô tận. Các vị Bồ Tát thanh văn độc giác tập hợp công đức, chúng sinh chưa có công đức ấy thì làm cho có cả tất cả công đức của chư vị Phật Đà và chư vị thánh giả hiện tại như vậy. Con xin tùy hỷ hết thảy quá khứ và vị lai, chư vị Phật Đà và chư vị thánh giả có bao nhiêu công đức, con cũng hết lòng tùy hỷ tán thán như vậy. Thiện nam tử, tùy hỷ như vậy thì sẽ được cái khối công đức vô lượng hằng xa đại thiên thế giới, chúng sinh trong đó đều dứt phiền não, đều thành la hán. Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào suốt đời hiến cúng y phụng, ẩm thực, hoa cụ, dược phẩm, toàn loại thượng hạng, thì công đức ấy vẫn không bằng một phần ngàn của công đức tùy hỷ như trên. Vì sao? Vì công đức hiến cúng có số có lượng, không bao gồm mọi công đức, còn công đức tùy hỷ thì vô số vô lượng, bao gồm tất cả công đức quá khứ, hiện tại, vị lai. Ấy vậy, ai muốn tăng thêm công đức siêu diệt thì phải tu cái công đức tùy hỷ như thế. Nữ nhân nào ước nguyện chuyển nữ thân thành nam tử thì cũng phải tu tập công đức tùy hỷ. Cái nguyện chuyển thành nam tử tất được tùy tâm. Bây giờ Đế Thích lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, công đức tùy hỷ con đã được biết, còn công đức khuyến thỉnh thì con thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho, để cho vị lai các vị Bồ Tát sẽ chuyển đẩy pháp luân. Các vị Bồ Tát hiện tại thì chính xác tu hành. Đức Thế Tôn dạy: Đế Thích, thiện nam hay thiện nữ nào nguyện cầu vô thượng Bồ Đề thì phải tu hành đạo hạnh của thanh văn độc giác và đại thừa, ngày đêm sáu thời cử động như trên đã nói, chuyên tâm chú ý mà tác bạch như vậy. Con xin quy y kính lại mười phương chư vị Thế Tôn. Các ngài đã thành tựu vô thượng Bồ Đề mà chưa chuyển đẩy bánh xe chánh pháp vô thượng, muốn xả bỏ sinh thân mà nhập niết bàn, thì con xin chí thành đảnh lễ khuyến thỉnh các ngài lăn xe pháp lớn, mưa nước pháp lớn, đốt đèn pháp lớn, soi sáng ý hướng của pháp mà thực thi pháp thí vô ngại, đừng nhập niết bàn mà ở đời cho lâu, độ thoát an lạc tất cả chúng sinh cho đến sung túc mọi nỗi an lạc vô tận như trên đã nói. Con lại đem công đức khuyến thỉnh này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, như quá khứ, vị lai, hiện tại các vị đại Bồ Tát đã đem công đức khuyến thỉnh hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì con cũng làm như vậy.
đem công đức khuyến thỉnh mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thiện nam tử, giả sử có ai đem bảy chất liệu quý báu đầy cả đại thiên thế giới mà hiến cúng chư vị Như Lai và người khác, khuyến thỉnh chư vị Như Lai chuyển đẩy bánh xe chánh pháp vĩ đại, thì công đức của người này phước hơn người trên. Vì sao? Vì người trên là tài thí, người này là pháp thí. Thiện nam tử, hãy gác lại sự bố thí bảy chất liệu quý báu đầy cả đại thiên thế giới mà nói, nếu ai đem bảy chất liệu quý báu đầy cả hằng sa đại thiên thế giới hiến cúng tất cả chư vị Như Lai, thì công đức khuyến thỉnh vẫn hơn công đức hiến cúng ấy. Lý do là vì pháp thí thì có năm sự lợi ích siêu diệt. Một là pháp thí lợi cả mình người, tài thí không được như vậy. Hai là pháp thí làm cho chúng sinh siêu thoát ba cõi, cái phước tài thí không siêu thoát ba cõi. Ba là pháp thí làm trong sáng pháp thân, tài thí chỉ tăng thêm sắc tướng. Bốn là pháp thí thì vô cùng, tài thí thì hữu tận. Năm là pháp thí đoạn trừ vô minh, tài thí chỉ tạm dẹp tham ái. Do vậy, thiện nam tử, công đức khuyến thỉnh thì vô lượng vô biên, khó có gì có thể đối chiếu. Như chính Như Lai xưa kia, khi đi theo đường đi Bồ Tát, Như Lai đã khuyến thỉnh chư vị Như Lai chuyển đẩy bánh xe chánh pháp vĩ đại. Do công đức này mà ngày nay, tất cả Phạn Dương Đế Thích đã khuyến thỉnh Như Lai chuyển đẩy bánh xe chánh pháp vĩ đại. Thiện nam tử, khuyến thỉnh chuyển đẩy bánh xe chánh pháp là muốn độ thoát an lạc cho chúng sinh. Như Lai xưa kia khi tu Bồ Đề hạnh đã khuyến thỉnh chư vị Như Lai ở đời lâu dài đừng nhập niết bàn. Do công đức này mà nay Như Lai đạt được 10 lực, 4 vô úy, 4 vô ngại biện, đại từ đại bi, thực hiện vô số phẩm chất bất cộng, nên dẫu Như Lai nhập niết bàn đi nữa, chánh pháp của Như Lai vẫn tồn tại lâu dài. Còn pháp thân của Như Lai thì trong sáng tuyệt đối, tướng tốt đủ dạng, trí tuệ vô lượng, tự tại vô lượng, công đức vô lượng, có thể tư duy, có thể thảo luận. Các loài chúng sinh đều nhờ lợi ích trăm ngàn vạn kiếp nói cũng không cùng. Pháp thân bao quát các pháp không thể bao quát pháp thân. Pháp thân thường trú mà không xa vào quan điểm thường. Pháp thân đoạn diệt mà không xa vào quan điểm đoạn. Pháp thân phá được cho chúng sinh đủ loại quan điểm đối nghịch, sinh được cho chúng sinh đủ loại quan điểm chính xác. Pháp thân cởi mở được cho chúng sinh mọi thứ ràng buộc, mặc dầu không thể có mọi thứ ràng buộc được cởi mở. Pháp thân gieo trồng cho chúng sinh những gốc rễ công đức. Ai chưa thành thục thì làm cho thành thục, ai đã thành thục thì làm cho giải thoát. Pháp thân bất tác, bất động, rời xa ồn não, vắng lặng vô vi, tự tại an lạc, siêu diệt thì gian mà vẫn thị hiện theo thì gian. Pháp thân siêu diệt lĩnh vực thanh văn độc giác, làm đối tượng tu hành của các vị đại Bồ Tát. Pháp thân thì chư vị Như Lai không có khác biệt thể tánh. Tất cả phẩm chất trên đây toàn là do sức mạnh của công đức khuyến thỉnh mà có. Pháp thân như vậy Như Lai đã chứng đắc. Thế nên ai muốn đạt được vô thượng Bồ Đề thì đối với một câu một kệ trong kinh cũng nói cho người, và công đức đã vô hạn. Huống chi khuyến thỉnh Như Lai chuyển đẩy bánh xe chánh pháp vĩ đại, ở lâu trong đời chứ đừng nhập niết bàn. Bấy giờ Đế Thích lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ vì cầu vô thượng Bồ Đề mà tu tập đạo hành của cả tam thừa, thì công đức họ có được làm sao hồi hướng về trí nhất thế trí? Phật dạy Đế Thích: Thiện nam tử, ai cầu vô thượng Bồ Đề tu tập đạo hạnh tam thừa, có bao công đức mà nguyện hồi hướng, thì ngày đêm sáu thời thiết tha chí thành tác bạch như vậy: Con từ vô thủy đến nay, nơi tam bảo con tu hành được bao công đức, cho đến cho loài bàn sinh một chút thực phẩm, hoặc khéo lời hòa giải tranh chấp, hoặc lãnh thọ ba pháp quy y và các giới pháp, hoặc sám hối khuyến thỉnh tùy hỷ, tất cả công đức trên đây nay con tác ý thu góp lại hết, xoay về hiến cho hết thảy chúng sinh, không có tâm lý tiếc lẫn. Và đó là công đức thống thuộc phần giải thoát. Như chư vị Thế Tôn thấy biết thì không thể cân lượng, trong sáng vô ngại có bao nhiêu công đức đều đem xoay lại hiến cho tất cả chúng sinh, không trú tướng cũng không xả tướng, thì con cũng làm như vậy.
đem công đức mà hồi hướng hiến cho chúng sinh, nguyện cho chúng sinh được cái tay như ý. Chỉ trong không gian cũng xuất ra vàng ngọc, thỏa nguyện của họ vào vui vô tận, trí tuệ vô cùng. Diệu pháp và biện tài đều không trì tuệ, cùng chúng sinh cùng chứng vô thượng bồ đề, được nhất thế trí. Rồi do công đức này mà xuất sinh ra nữa vô lượng công đức, và cũng hồi hướng vô thượng bồ đề. Lại như quá khứ các vị đại bồ tát tu hành công đức thì xoay lại cả mà hồi hướng nhất thế chủng trí. Các vị bồ tát hiện tại vị lai cũng làm như vậy, nay con cũng làm như vậy. Bao nhiêu công đức có được, con hồi hướng vô thượng bồ đề và đem công đức này nguyện cùng chúng sinh cùng thành chánh giác. Y như chư vị Thế Tôn khi ngồi dưới bồ đề thọ trong bồ đề tràng thì thanh tịnh đến bất khả tư nghị và không còn chướng ngại, an trú trong tổng trì vô tận pháp tạng, trong định thủ lăng nghiêm phá tan quân đội đông đảo của ma dương ba tuần. Những gì phải thấy biết và phải thông suốt thì trong một sát na chư vị Thế Tôn đã soi sáng tất cả, và phần sau của đêm ấy các ngài được pháp cam lộ, chứng nghĩa cam lộ, thì con và chúng sinh cũng nguyện cùng chứng diệu giác như vậy, y như chư vị. Vô lượng thọ Như Lai, thắng quang Như Lai, diệu quang Như Lai, a xuất Như Lai, công đức thiện quang Như Lai, sư tử quang minh Như Lai, nhật quang minh Như Lai, võng quang minh Như Lai, bảo tướng Như Lai, bảo diệm Như Lai, diệm minh Như Lai, diệm thịnh quang minh Như Lai, các thường thượng dương Như Lai, di diệu thanh Như Lai, diệu trang nghiêm Như Lai, pháp tràng Như Lai, thượng thắng thân Như Lai, cả ái sắc thân Như Lai, quang minh biến chiếu Như Lai, phạn tịnh dương Như Lai, thượng tánh Như Lai. Đồng đẳng như vậy, trong quá khứ vị lai và hiện tại, chư vị Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì quá độ chúng sinh mà thị hiện ứng quá thân, chứng vô thượng bồ đề, chuyển vô thượng pháp luân. Nay con cũng nguyện được như vậy, như trước đã nói rõ. Thiện nam tử, thiện nam hay thiện nữ có đức tin trong sáng, đối với phẩm diệt trừ nghiệp chướng này của kinh Ánh Sáng Hoàng Kim mà tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, nhớ kỹ không quên, đem nói cho người một cách phong phú thì được khối công đức vĩ đại, vô lượng vô biên. Dĩ như bao nhiêu chúng sinh trong đại thiên thế giới, một lúc cùng được thân người rồi thành độc giác. Thiện nam thiện nữ nào suốt đời kính trọng, hiến cúng bốn sự, lại hiến cúng mỗi vị độc giác một khối bảy chất liệu quý báu bằng núi Tu Di. Các vị độc giác này nhập diệt thì đối với vị nào cũng đem ngọc quý xây tháp mà hiến cúng. Tháp ấy cao rộng đến 12 du thiện na, hiến cúng thường xuyên bằng hoa hương, bảo cái, tràng phan, thì thiện nam tử, ý ông nghĩ thế nào? Người hiến cúng ấy được công đức nhiều không? Đế Thích thưa, rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn. Thiện nam tử, mặt khác, có ai đối với phẩm diệt trừ nghiệp chướng này của kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, bản kinh Nhị Mầu, vua của các kinh, mà biết tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, nhớ kỹ không quên, đem nói cho người một cách phong phú, thì công đức người này có được công đức hiến cúng của người trước không bằng 1%, 1/1000, 10000, 100000, cho đến toán số ví dụ cũng không thể diễn tả. Tại sao? Vì người này đứng trong chánh hạnh, khuyến thỉnh chư vị Như Lai chuyển đẩy pháp luân vô thượng và được các ngài quan hỷ tán thán. Thiện nam tử, Như Lai đã nói rồi, trong mọi sự bố thí, pháp thí hơn hết. Do vậy, thiện nam tử, hiến cúng tam bảo cũng không thể sánh bằng, khuyến khích thọ ba quy y, giữ các giới pháp, không có vi phạm, ba nghiệp không trống rỗng cũng không thể sánh bằng. Mọi chúng sinh trong mọi thế giới, tùy sức lực, tùy khả năng, tùy nguyện ước, mà đối với tam thừa, khuyên người phát bồ đề tâm cũng không thể sánh bằng. Trong mọi thế giới quá khứ, hiện tại và vị lai, bao nhiêu chúng sinh đều được vô ngại, mau chóng làm cho thành đạt vô lượng công đức, cũng không thể sánh bằng. Tất cả chúng sinh trong các quốc độ quá khứ, hiện tại, vị lai đều làm cho không chướng ngại, thực hiện ba tuệ giác bồ đề cũng không thể sánh bằng. Tất cả chúng sinh trong các quốc độ quá khứ, hiện tại, vị lai khuyến khích cho họ mau chóng thoát ly cái khổ bốn nẻo đường dữ cũng không thể sánh bằng. Tất cả chúng sinh trong các quốc độ quá khứ, hiện tại, vị lai khuyến khích cho họ diệt trừ ác nghiệp rất nặng cũng không thể sánh bằng. Tất cả chúng sinh khổ não khuyến khích làm cho họ giải thoát cả cũng không thể sánh bằng. Tất cả chúng sinh sợ hãi khổ não bức bách làm cho họ thoát cả cũng không thể sánh bằng.
Trước chư vị Như Lai, trong quá khứ, hiện tại và vị lai, bao chúng sinh có bao công đức, khuyến khích cho họ tùy hỷ phát Bồ Đề tâm cũng không thể sánh bằng. Khuyến khích cho họ trừ khử hành vi độc ác, nhục mạ, mọi công đức đều mong họ thành tựu, và sinh ra ở đâu cũng khuyến khích cho họ hiến cúng, tôn trọng, tán thán tất cả tam bảo, khuyến khích cho họ định tu công đức, thành tựu Bồ Đề cũng không thể sánh bằng. Thế nên phải nhận thức rằng, khuyến thỉnh tam bảo quá khứ, hiện tại, vị lai, trong mọi thế giới, khuyến thỉnh hoàng bị sáu ba la mật, khuyến thỉnh chuyển đẩy pháp luân vô thường, khuyến thỉnh ở đời lâu đến vô lượng kiếp, diễn nói vô lượng diệu pháp rất sâu, công đức rất sâu, như vậy thì không thể sánh bằng. Bây giờ Đế Thích, nữ thần sông Hằng, vô lượng phạn dương, thiên chúng của bốn đại thiên dương cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, dắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay đảnh lễ, rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này, nay xin tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc một cách thông suốt, đem nói phong phú cho người, và y theo pháp của kinh ấy mà sống. Tại sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con muốn cầu vô thượng Bồ Đề, nên tùy thuận những sắc thái siêu diệt của nghĩa lý kinh này mà thực hành đúng cách. Phạn Dương Đế Thích, những vị đồng đẳng ngay nơi chỗ Đức Thế Tôn thuyết pháp mà cùng nhau đem qua mạng Đà La rải trên ngài. Đại thiên thế giới tức thì đại đồng, thiên cổ và thiên nhạc không giống mà tự kêu. Ánh sáng hoàng kim được phóng ra, trải đầy thế giới, xuất ra âm thanh tuyệt diệu. Đế Thích lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả cảnh tượng trên đây toàn là sức mạnh quy thần của kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, từ bi phổ độ, lợi ích đa dạng tăng trưởng công đức Bồ Tát, diệt trừ nghiệp chướng. Phật dạy Đế Thích: Đúng như vậy, đúng như ông nói. Tại sao? Thiện nam tử, Như Lai nhớ xưa kia, lâu hơn vô lượng trăm ngàn vô số kiếp, có Đức Như Lai danh hiệu là Bảo Dương Đại Quang Chiếu. Bậc đến như chư Phật, bậc thích ứng hiến cúng, bậc biết đúng và khắp, xuất hiện thế giới, tồn tại 680 ức kiếp. Lúc ấy, Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai, vì muốn độ thoát nhân loại, chư thiên, Đế Thích, Phạn Dương, Sa Môn, Bà La Môn và hết thảy chúng sinh, làm cho họ yên vui, nên khi xuất hiện, thuyết pháp đại hội đầu tiên, ngài quá độ trăm ngàn vạn ức người đều thành A-La-Hán, sạch hết mọi sự sơ hở, ba minh sáu thông đều tự tại vô ngại. Thuyết pháp đại hội thứ hai, ngài quá độ 90.000 vạn ức người đều thành A-La-Hán, sạch hết mọi sự sơ hở, ba minh sáu thông đều tự tại vô ngại. Thuyết pháp đại hội thứ ba, ngài quá độ cho 98.000 vạn ức người đều thành A-La-Hán, viên mãn những phẩm chất đã nói như trên. Thiện nam tử, bây giờ Như Lai làm thân nữ nhân tên là Phước Bảo Quang Minh, trong đại hội thứ ba được thân gần Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai. Vì cầu vô thượng Bồ Đề nên tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, nói rộng rãi cho người. Nên bây giờ Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai thọ ký cho rằng thiện nữ Phước Bảo Quang Minh này, vị lai sẽ được trở thành Phật Đà, danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bậc đến như chư Phật, bậc thích ứng hiến cúng, bậc biết đúng và khắp, bậc hoàn hảo sự sáng, bậc khéo qua niết bàn, bậc lý giải vũ trụ, bậc không ai trên nữa, bậc thuần hóa mọi người, bậc thầy cả trời người, bậc tuệ giác hoàn toàn, bậc tôn cao nhất đời. Thế rồi Như Lai xả bỏ nữ thân, và từ đó đến nay vượt qua bốn nẻo đường dữ, sinh trong nhân loại và chư thiên, hưởng thụ sự yên vui thượng diệu 84.000 đời, làm chuyển đương dương, và ngày nay thành bậc chánh giác, danh tiếng vang khắp thế giới. Và lúc bấy giờ cả đại hội đột nhiên ai cũng nhìn thấy Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai đang chuyển đầy pháp luân vô thượng, diễn nói chánh pháp diệm màu. Dầu cả đại hội vẫn chưa biết Đức Thế Tôn mình thấy là ai, Đức Thế Tôn nói với Đế Thích: Thiện nam tử, cái thế giới Sách Ha này về hướng đông qua trăm ngàn hàng xa cõi Phật thì có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm. Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai hiện còn ở đó, chưa nhập niết bàn, nói pháp diệm màu quảng hóa chúng sinh. Đấng mà đại hội các người nhìn thấy chính là Đức Như Lai ấy. Thiện nam tử, thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai thì không còn thoái chuyển vị trí Bồ Tát, đạt đến đại niết bàn. Nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Bảo Dương Đại Quang Chiếu Như Lai thì khi lâm chung được thấy ngài đến chỗ mình, thấy ngài rồi tuyệt đối không còn làm nữ thân nữa.
Thiền Nam Tử, ánh sáng hoàng kim, bản kinh nhiệm màu này lắm cách lợi ích, lắm cách tăng thêm công đức Bồ Tát, diệt trừ nghiệp chướng. Thiện Nam Tử, Bí Sô, Bí Sô Ni, Obatsaka, Obatuka, những gì này ở chỗ nào giảng nói cho người bản kinh nhiệm màu ánh sáng hoàng kim này, thì quốc gia ấy được bốn sự phước lợi. Một là quốc dương vô bệnh, không mọi tai ách. Hai là thọ lượng lâu dài, không bị trở ngại. Ba là không có thù nghịch, quân đội hùng cường. Bốn là yên ổn sung túc, Phật Pháp lưu thông. Tại sao được như vậy? Vì vị nhân dương này thường được Đế Thích, Phạn Dương, bốn vị thiên dương, bộ chúng Diệt Xoa cùng nhau hộ vệ. Đức Thế Tôn hỏi chúng chư thiên ấy: các thiện nam tử có đúng như vậy không? Đế Thích, Phạn Dương, bốn vị thiên dương, bộ chúng Diệt Xoa đồng thanh trả lời Đức Thế Tôn rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, quốc gia nào mà có tuyên giảng hay đọc tụng bản kinh vua của các kinh này, thì quốc dương của quốc gia ấy thường được chúng con hộ vệ cùng chung đi đứng. Quốc dương ấy nếu có mọi sự tai nạn và thù nghịch thì chúng con làm cho tan biến. Sự ưu sầu và bệnh truyền nhiễm cũng được trừ khử cho lành mạnh, thọ lượng tăng thêm, cảm ứng điềm lành, ước nguyện toại ý, luôn luôn vui vẻ. Chúng con cũng làm cho quốc gia ấy có quân đội hùng cường. Đức Thế Tôn nói: lành thay các thiện nam tử, đúng như lời các người đã nói, các người hãy thực hiện như vậy. Bởi vì vị quốc dương ấy khi làm đúng Phật Pháp thì toàn thể dân chúng đều theo quốc dương mà làm đúng Phật Pháp. Các người cũng nhờ hộ vệ cho họ mà sắc tướng và sức lực đều hơn lên, cung điện sáng hơn lên, thân thuộc thịnh hơn lên. Đế Thích, Phạn Dương cùng các vị đồng đẳng thưa rằng đúng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói: chỗ nào có giảng đọc và lưu hành kinh pháp bầu nhiệm này thì trong quốc gia ấy các vị đại thần cùng quan thuộc có bốn cái lợi. Một là thân nhau, hòa nhau, tôn trọng và thương dở đến nhau. Hai là thường được quốc dương mến trọng, lại được sa môn, bà la môn, đại quốc, tiểu quốc đều kính mến. Ba là khinh của trọng đạo, không cầu lợi lộc, tiếng tốt vang khắp, ai cũng kính ngưỡng. Bốn là thọ lượng lâu dài, yên ổn thích thú. Đó là bốn cái lợi. Quốc gia nào tuyên thuyết kinh này thì sa môn, bà la môn ở đó có bốn cái lợi. Một là đồ mặc, đồ ăn, đồ nằm, thuốc men, không thiếu gì cả. Hai là yên tâm mà tư duy đọc tụng. Ba là ở núi rừng sống yên vui. Bốn là tùy ý muốn gì cũng thỏa nguyện cả. Đó là bốn cái lợi. Quốc gia nào tuyên thuyết kinh này thì dân chúng ai cũng sung túc, hạnh phúc, không mọi thứ bệnh tật và truyền nhiễm, thương khách qua lại, được lắm bảo vật và hàng hóa, tràn đầy thắng phước. Đó là cái lợi đa dạng. Lúc ấy, Phạn Dương, Đế Thích, bốn vị thiên dương và cả đại hội cùng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kinh điển như thế này nghĩa lý rất sâu xa. Nếu còn thì 37 giác phần còn cả, chưa mất. Nếu mất thì chánh pháp cũng mất. Đức Thế Tôn nói: đúng như vậy, các thiện nam tử. Do vậy, đối với kinh ánh sáng hoàng kim này, dòng một câu hay một bài chỉnh cú, dòng một phẩm hay trọn bộ, các người phải nhất tâm mà chính xác đọc tụng, chính xác nghe nhớ, chính xác suy nghĩ, chính xác tu tập. Vì chúng sinh mà quảng bá rộng rãi thì luôn luôn yên vui, phước lợi vô cùng. Bây giờ đại hội nghe Đức Thế Tôn nói rồi, ai cũng được lợi ích siêu việt, hoan hỷ mà thọ trì.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.